Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trên thế giới này, bất cứ ai trong cuộc sống đều phải trải qua những lúc thăng trầm. Theo thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt, trong những ngày tới đây, sẽ có 5 con giáp bị sao xấu chiếu mệnh, vận đen liên tục bùa vây, xui tuyệt mạng. Trong công việc bị cấp trên chèn ép, bạn bè chơi xấu, làm lụng vất vả cả đời, nhưng đến thời điểm này lại phải sống trong cảnh vỡ nợ, trắng tay, tiền bạc cứ không cánh mà bay, mất sạch lúc nào cũng không biết. Kêu trời trời không thấu, hỏi đất đất không hay. Cùng cực đến tột độ, vậy đó là những con sát nào và họ gặp những vận hạn gì mà xui xẻo bùa vây như vậy? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video để biết mình có nằm trong những con sát xui xẻo này hay không nhé. Con giáp đầu tiên xui xẻo trong ngày hôm nay không ai khác là những người tuổi Tý. Một, tuổi Tý. Các bậc thầy tử vi tâm linh cho biết, dưới tác động của cục diện tương xung, người tuổi Tý dễ vướng phải khúc mắc với bạn bè, đồng nghiệp. Bản mệnh thường bắt người khác phải làm theo yêu cầu của mình, vô điều kiện. Đây là lúc bạn cần phải xem xét lại cách hành xử của bản thân, không nên quá độc đoán, chuyên quyền. Đặc biệt, nếu bạn còn đang ở vị trí lãnh đạo, hãy học cách lắng nghe mọi người để phân tích vấn đề đa chiều hơn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay. Con giáp xui xẻo tiếp theo không ai khác là những người tuổi Sửu. 2. Tuổi Sửu. Theo các nhà tử vi học dự báo, do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Sửu gặp nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí những người bạn từng coi là bạn bè tốt cũng trở mặt vì cái lợi trước mắt. Hãy cẩn thận kẻo bị người khác chiếm mất công lao. Người làm ăn cũng không thu được khoản lợi nhuận như mong muốn vì tốn quá nhiều thời gian giải quyết các rắc rối. Bạn nên cẩn trọng từng đường đi, nước bước, dù là trong công việc quen thuộc cũng trở nên lơ là. Bên cạnh đó, cục diện hòa sinh thổ, may mắn bản mệnh được sống trong một gia đình hạnh phúc. Dù phải làm việc vất vả thế nào thì khi về đến nhà, bạn cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Người nhà đem đến cho bạn nhiều niềm vui và động lực để cố gắng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai trong ngày hôm nay. Con giáp xui xẻo tiếp theo không ai khác là những người tuổi Mão. 3. Tuổi Mão. Theo là số tử vi của những người tuổi Mão cho thấy, lâm vào cục diện tương phá, cảnh báo người tuổi Mão cẩn trọng trước những nguy cơ hao tài tốn của trong ngày hôm nay. Nếu có tiền, tốt nhất bạn nên cầm chắc trong tay, chứ nên nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ mình chưa biết rõ. Người làm đầu tư, kinh doanh không nên đưa ra những quyết định làm ăn quan trọng. Hãy dành thời gian để kiểm chứng lại thông tin, hợp đồng kỹ càng một lần nữa, có thể có sơ suất nào đó mà bạn chưa nhận ra. Cục diện mộc sinh hỏa, người đã lập gia đình nhận được nhiều sự quan tâm của nửa kia, thậm chí bạn không cần nói thành lời mong muốn của mình mà nửa kia cũng có thể thấu hiểu. Bạn rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ ba trong ngày hôm nay. Quý vị thân mến, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi lên màn hình để cùng đến với con giáp xui xẻo thứ tư trong ngày hôm nay. Và đó là những người tuổi Ngọ. 4. Tuổi Ngọ. Theo các chuyên gia tử vi học phân tích là số tử vi của những người tuổi Ngọ cho thấy cục diện tự hình khiến người tuổi Ngọ thường có những suy nghĩ thiếu chính xác. Bạn cho rằng cả thế giới đang chống lại mình nên mình làm việc gì cũng gặp phải khó khăn như vậy. Trước khi đổ lỗi cho người khác, bản mệnh cũng nên tự nhìn nhận lại bản thân mình, xem cách hành xử trước nay của mình có đúng đắn hay không. Đừng nên coi mình là trung tâm của vũ trụ và mọi người sẽ phải chiều theo.
Hỏa vượng cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Con giáp xui xẻo thứ 5 trong ngày hôm nay là những người tuổi Thân. 5. Tuổi Thân. Qua phân tích lá số tử vi hôm nay cho thấy có thiên quan giáng họa, người tuổi Thân cần cẩn trọng khi giao tiếp với mọi người, đặc biệt là khi đối phương lại là cấp trên của mình. Hãy có cách cư xử linh hoạt hơn, nghĩ gì nói đấy, chỉ khiến bạn chịu thiệt thòi mà thôi. Người làm lãnh đạo cũng trở nên nghe theo những lời xu nị bùi tai, vì những lời nói ấy chỉ khiến bạn trở nên thỏa mãn mà không nhìn rõ thực tại trước mắt. Đến khi nhận ra sai lầm thì có thể đã quá muộn rồi. Lâm vào cục diện hỏa khắc kim trong chuyện tình cảm, con giáp này không biết tiết chế cảm xúc của mình, khiến cho đối phương cảm thấy ngạt thở trong chính mối quan hệ hiện tại. Bản mệnh hãy để cho người ấy có khoảng thời gian và không gian riêng của mình nhé. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Con giáp xui xẻo tiếp theo trong ngày hôm nay là những gia chủ tuổi Dậu. 6. Tuổi Dậu. Lâm vào cục diện hỏa khắc kim là dấu hiệu cho thấy người tuổi Dậu sẽ phải mắc sai lầm trong chuyện tình cảm. Những hiểu lầm xảy đến với con giáp này, cả giận mất khôn, nói ra những lời làm tổn thương chính người mình yêu thương. Tinh thần bất ổn dễ dẫn đến những hành động và quyết định sai lầm. Con giáp này nên học cách bình tĩnh lại để hạn chế những hành động sẽ khiến bạn phải hối hận sau này. Khi nóng nảy, tốt nhất bạn nên tạm dừng cuộc trò chuyện. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Như vậy là chúng ta đã xét xong 6 con giáp xui xẻo trong ngày hôm nay. Các bạn xem mình có nằm trong những con giáp xui xẻo cuối cùng ngày hôm nay hay không nhé? Con giáp xui xẻo cuối cùng trong ngày hôm nay là những người tuổi Hợi. 7. Tuổi Hợi. Xét là số tử vi của những gia chủ tuổi Hợi cho thấy cục diện thủy khắc hỏa khiến cho mối quan hệ xã giao của người tuổi Hợi gặp phải nhiều bất lợi. Có đồng nghiệp xấu cố tình gây rắc rối cho bạn. Tuy nhiên đừng giữ mãi mọi chuyện trong lòng rồi lại khó chịu. Bạn nên tìm cách phớt lờ những điều không hay. Chuyện tình cảm của người độc thân cũng không nhiều biến động bởi bạn quá do dự, không dám lộ diện với cảm xúc thật và với người mình dành tình cảm. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ đối phương đầy nuối tiếc. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là 7 con giáp xui xẻo mặt vận trong ngày hôm nay. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 7 con giáp xui xẻo nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment ở bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp xuống số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.